Những người mang họ thiên mà hiểu về kiệt rồi mang họ thiên, lấy họ thiên là phải ngồi thiền đọc kinh, chứ không phải là mang họ thiên rồi cứ nghĩ là tôi lại hướng đông bắc là xong, tôi mang họ thiên là tôi tự động tôi được đi về, chuyện đó mình không có bảo đảm mà. Mười hai giới luật ở cho một cái đạo để mà thống nhất toàn tất cả các đạo trong tương lai, sau này đạo Hồi, đạo Ông giáo, tất cả luôn nha, mình nói hết đạo này đạo nọ, chỉ gom lại có cái đạo này thôi. Đó là dấu hiệu của Phật Di Lặc, của Chúa Giêsu tái lâm. Ngài tái lâm lần thứ hai mang xác phàm để dạy dỗ nhân loại. Lần thứ nhất ngài tóc dài, mặt thì mũi cao, bị đóng ba cái đinh, thì bây giờ ai cũng biết rồi đó. Kỳ này hy vọng ngài không bị đóng ba cái đinh, mà kỳ này mà vô thần mà bắt được ngài chắc nó thả anh cái điện, nó để năm cộng dây điện nó giật, chứ hồi xưa thì không có điện nó đóng đinh, nên giờ ngài cũng đang trốn chưa dám xuất hiện. Như là Phật, đó là dấu hiệu của Chúa Giêsu tái lâm đó quý vị. Nhưng mà khổ một cái Kiệt tức cười á, mà nhiều lúc Kiệt nằm Kiệt cười bể bụng, không phải Kiệt chọc quê mấy vị tín đồ công giáo thần tí nha, tại vì mấy vị tu quá giỏi thì Kiệt cũng khâm phục cái vấn đề tu giỏi của quý vị, thì trên dạy làm sao nghe anh vậy. Nhưng mà cứ ngày nào cũng mong Chúa cứu rỗi, Chúa cứu rỗi, Chúa hạ thế cứu chúng con, cứu hết linh hồn chúng con, đại khái gì đó, mấy câu kinh đó. Nhưng mà nhiều lúc Chúa trước mặt đó, lại cười, lại phỉ báng. Tự vì sao? Tự vì con người của mình đó, khi thân tứ đại và một cái xác phàm phải chịu lệ thuộc đủ thứ hết, thiếu ăn chút xíu là cũng quậu, khát nước một chút xíu cũng quậu, nghe bản nhạc mình không thích cũng nóng, con la hét sùm lúc điện thoại cũng nổi điên, bạn bè của mình bữa nay không gọi mình cũng nổi sùng, ba má của mình bữa nay chướng la gề mình cũng nổi quậu, đủ kiểu nổi hết, nổi gân cổ luôn, biết là nổi mụn nữa. Mà quý vị gán ngồi thiền đọc kinh, kinh thì cũng y như kinh của bên Đại Thừa, nhưng mà trong cái lời kinh á, ở trên á, là lúc mà chư vị đã kiểm soát lại cuốn kinh của Thiên Tâm rồi thì mình chỉ thêm cái phần khấn thêm cha mẹ thôi, chứ nó cũng chả có khác gì với kinh hàng ngày mà Phật tử đọc hết á. Nam mô Ngọc Hoàng, Nam mô Hoàng Mẫu này đó, nó cũng y như vậy thôi. Nhờ cầu nguyện nè. Lời cầu nguyện của cuốn kinh Thiên Tâm là Nam mô Di Lạc Phật Vương Phú Quý Phật, đệ tử chúng con nguyện nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Vương phù hộ phổ độ chúng sanh. Bon. Nhị nguyện cầu cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu thăng. Bon. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường thăng long phước thọ. Bon. Tứ nguyện cầu vạn dân bá tánh an cư lạc nghiệp thế giới quốc thái dân an. Bon. Ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy năm mẹ ngũ hành, đúng rồi phải sáu mẹ ngũ hành. Ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy năm mẹ ngũ hành, ông vua bà chúa trăm quan cụ thần chư vị thánh thần sơn thần thổ địa năm non bảy núi 12 phương cảm ứng chứng minh. Bon. Tức là ông vua bà chúa, tức là nước Việt có biết bao nhiêu ông vua bà chúa chết, ông Lê Lợi rồi nhà Nguyễn, nhà Trần, nhà